Đồng thổ Cao Bằng đây, Đồng thổ Cao Bằng đây. Gãy là sao được? Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay cửa hàng Duy Thụ về một mẫu lồng nha. Đây là một mẫu lồng cổ. Chất lượng thì làm rất là kỹ nha anh em nhé. Đấy thì là đợt này nó là cửa thông minh nhá anh em nhé. Bây giờ là thay đổi bằng cái cửa thông minh là rất rất tiện cho anh em luôn, cực kỳ là tiện cho anh em luôn nhá. Đây quay cho anh em xem nhá, đây là cửa thông minh. Đấy, còn đây là lồng này làm bằng cây trúc già nha anh em nhé, tại Cao Bằng nhá. Lồng chim có tại Cao Bằng nhá, nhìn vào đây, qua vào đây. Đấy. Nha. Đấy. Đấy, quay đây. Nha. Chào anh em nhé. Ví dụ test cái lồng của Cao Bằng cho anh em xem nhé. Móc. Đấy. Lồng cực kỳ chắc luôn. Nha. Đây nha, đây là lồng nghi thổ nha anh em nha. Đây là lồng nghi thổ nha, Cao Bằng nha. Hiện tại bây giờ là cái lồng này mình đang bán rất chạy trên thị trường luôn. Anh em nào cần liên hệ đặt hàng thì cứ alo Duy Thụ nha. Ok tất cả anh em nha.